Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật những thông tin về câu chuyện của bé Vân An. Thì câu chuyện nào nó cũng có chông gai hết mọi người ạ. Thì Lực Tàng hiện tại bây giờ đang rất là buồn. Rất là buồn tại vì kênh của Lực Tàng đang có vấn đề. Và Lực Tàng ngày hôm qua giờ Lực Tàng nhậu luôn. Thì mặt của Lực Tàng đang đỏ đây mọi người thấy. Tại vì cái kênh mà mình làm á, là trên YouTube á, thì nó sẽ hiển thị những cái lượt quảng cáo để mình kiếm tiền. Thì cái đó để làm cái kinh phí để mình lấy tiền đó để mình đi làm việc này việc nọ, đổ xăng đổ cộ rồi chi tiêu. Nhưng cuối cùng thì không trước thì sau mà Lực Tàng nghĩ y chang luôn, không có đúng, không có sai một tí nào. Thì đến hiện tại bây giờ thì kênh của Lực Tàng đã có vấn đề, bị hạn chế về kiếm tiền rồi nha mọi người. Thì đây là một cái thông tin rất là buồn. Một cái kênh sống mà được tất cả mọi người ủng hộ, rồi có cái lượt người đăng ký nó cũng khá rồi đó. Và kênh bây giờ là cũng thuộc dạng kênh lớn, cũng phủ sóng được tất cả ở trong ngoài nước. Nhưng cuối cùng thì chuyện gì đến nó cũng đến thôi. Mình làm việc chính nghĩa thì bao giờ cũng sẽ bị những cái kẻ xấu, kẻ ác, nó có những cái mưu đồ để mưu kế để nó hãm hại mình mà. Nhưng mà Lực Tàng thì nói thẳng với tất cả mọi người rằng là Lực Tàng không từ bỏ câu chuyện này. Và chắc chắn rằng là Lực Tàng sẽ theo, dù cho kênh có không được kiếm tiền, thì Lực Tàng sẽ theo đuổi câu chuyện này tới nơi tới chốn luôn nha cả nhà. Cả nhà vẫn cứ ủng hộ Lực Tàng đi. Không phải vì là tắt, hạn chế kiếm tiền, chứ không phải là tắt cho mọi người. Đó, chưa tắt, nhưng mà nó hạn chế, tức là tiền mình kiếm được ít. Thì nói thẳng ra là nó vẫn có một cái gì đó nó hơi bị nản chí trong cái câu chuyện này. Nhưng mà không phải vì đó mà Lực Tàng ngưng câu chuyện này. Lực Tàng làm là vì tất cả các em nhỏ. Lực Tàng làm là vì tương lai của con em chúng ta. Đó, cho nên rằng là Lực Tàng không có từ nan. Kể cả thiếu hụt thì Lực Tàng cũng phải chấp nhận nha mọi người. Đó, Lực Tàng thông báo cho mọi người cái tin như vậy. Thì không phải riêng kênh của Lực Tàng mà còn rất là nhiều kênh khác nữa cũng đang trong cái tình trạng gọi như là mập mùng, mà có thể là tắt kiếm tiền bất cứ lúc nào. Đấy, thì vì mình cất lên tiếng nói ấy, mà mình đánh động vào một cá nhân, một tổ chức nào ấy, thì thường thường là nó hay bị như vậy đó cả nhà. Mình mà nói mạnh ấy, thì mới có khán giả. Mình nói mạnh ấy, thì nó mới đi vào cái cốt truyện. Nhưng mà cuối cùng rằng là... Dạ, chờ tí em đang làm. Bây giờ là Lực Tàng đang ở ngoài quê. Thì để vào trong Nam, Lực Tàng xem xét lại coi như thế nào. Để Lực Tàng sẽ chỉnh lại cái kênh để cho nó ổn định hơn một tí. Thì lúc đó cái tinh thần của Lực Tàng nó mới mạnh được. Nhưng mà vì câu chuyện của với bé Vân An thì Lực Tàng sẽ không từ bỏ nha mọi người. Lực Tàng vẫn làm. Tại vì tất cả mọi người cũng đang hỗ trợ và ủng hộ Lực Tàng rất là nhiều. Vẫn mong muốn Lực Tàng là theo cái câu chuyện này tới nơi tới chốn. Thì Lực Tàng vẫn còn xuất hiện được trên YouTube. Thì Lực Tàng vẫn làm nha cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ Lực Tàng cái câu chuyện này. Thì cả nhà cũng có thể thấy đó. Đằng sau lưng Lực Tàng là cái ruộng mà ở ngoài quê Thanh Hóa của Lực Tàng. Vịt gà cũng bơi đây nè, mọi người coi vịt. À, thấy đàn vịt sau không ạ? Đây, đây nè. Cho mọi người nhìn vịt nha. Đó. Nhà thấy vịt không ạ? Đó, còn quê hương thì đây, cho mọi người coi một vòng nha. Thì cũng vài năm thì Lực Tàng mới về quê một lần. Thì có chuyến này đi ra Hà Nội thì Lực Tàng cũng giải quyết xong một số cái vấn đề. Thì Lực Tàng cũng đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến câu chuyện của bé Vân An. Thì Lực Tàng cũng cảm thấy là khá thành công nha cả nhà. Thành công, và đến hiện tại bây giờ thì kênh sóng nó bị như vậy thì cũng không biết nói gì hơn nữa luôn. Cảm thấy rất là buồn, rất là buồn nha cả nhà. Cũng hy vọng rằng là trong thời gian ngắn nữa thì kênh của Lực Tàng sẽ được bật lại và sẽ được đạt tiêu chuẩn hơn. Chứ đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nó mất cái nguồn kinh phí để Lực Tàng làm rồi. Các anh em khác bây giờ là cũng muốn làm nhưng mà không dám làm. Làm cũng sợ như kênh của Lực Tàng, cho nên là họ cũng ngừng bớt đấy mọi người. Đó. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha, Lực Tàng vẫn theo đuổi cái câu chuyện này. Thì về cái vấn đề về câu chuyện của bé Vân An thì chúng ta đang chờ đợi cái kết quả cuối cùng. Thì cũng rất mong làm sao bên phía lực lượng cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết nhanh chóng để đưa cái câu chuyện này ra ánh sáng. Rồi đang còn rất là nhiều những cái chương trình, những cái tiết mục khác, những cái vấn đề khác
nóng hổi trong xã hội mà Lực Tàng muốn làm. Cho nên rằng là hy vọng là 1-2 tháng nữa là sẽ giải quyết. Thì theo những quan điểm của Lực Tàng nghĩ thì nó trong vòng 4-6 tháng, thì đến hiện tại bây giờ là được 2 tháng rồi nha cả nhà. Thì Lực Tàng mong làm sao là khoảng 2 tháng nữa là sẽ giải quyết. Thì như vậy là chúng ta sẽ nắm bắt được cái kết quả cuối cùng và cái thông tin nó như thế nào, để chúng ta có thể rằng là linh hồn của bé Vân An được về nơi cõi vĩnh hằng, về với vòng tay của Đức Phật và bên Chúa Trời. Đó là Lực Tàng mong mỏi như vậy, và tất cả mọi người cũng mong mỏi như vậy. Còn mình mong mỏi như vậy thôi, còn cái chuyện mà cái pháp luật giải quyết như thế nào thì chắc có khả năng là chúng ta cũng phải chờ đợi. Và nếu có lâu thì là cũng do cái tình tiết của cái vụ án này nó vậy á mọi người. Nó là một cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, và nó đang còn dính líu đến rất là nhiều cái vấn đề khác. Những người nào liên quan đến câu chuyện, những người nào liên quan đến cái sự việc rồi này nọ. Cho nên là nó sẽ hơi lâu, thì mọi người cũng cứ bình tĩnh và chờ đợi. Thì mấy ngày hôm nay có các vị khán giả trong kênh cũng gọi điện nói với Lực Tàng là nằm mơ thấy Vân An về cầm bó hoa, rồi có người nằm mơ thấy Vân An về gào khóc rồi này nọ. Thì Lực Tàng cũng nằm mơ mà mọi người. Cái câu chuyện này thì mình đã tập trung vào cái tâm trí của mình, cho nên là mình sẽ nằm mơ và mình sẽ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của bé sẽ ghé ván trước mặt mình thôi. Cái đó là cái chuyện bình thường, Lực Tàng thì không tâm linh. Nhưng mà người nào mà nhìn thấy bé là những người đó đã đặt cái vấn đề của bé Vân An vào trong tâm trí. Và chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ không bao giờ quên đi cái hình ảnh của bé Vân An. Một hình ảnh của một thiên thần, một hình ảnh của một cô bé xinh đẹp và giống y như thế là con của mình. Lực Tàng nghĩ bé Vân An hiện tại bây giờ là còn có khả năng là kiếp sau, mà nếu như được thì mong bé về thì có thể rằng là làm con của Lực Tàng nha mọi người. Cứ càng nói đến đó thì càng buồn. Thì cũng hiện tại bây giờ thì Lực Tàng rất là muốn nói nặng về cái vấn đề này nọ, nhưng mà mọi người cũng biết rồi đó, càng nói nặng thì kênh lại càng bị ảnh hưởng. Cho nên là Lực Tàng cũng chỉ muốn lên để thông báo cho mọi người như vậy. Và bây giờ là phải nhẹ nhàng lại một tí nha mọi người, phải nhẹ nhàng lại một tí. Có người hỏi Lực Tàng là cái chỗ này bị sao. Thì cái chỗ này là do về đây á, trời lạnh cho mọi người, Lực Tàng không quên á. Nó nứt cái môi này, nó nứt cái môi xong rồi nó tạo thành cái vết sẹo này. Chứ không có ai đánh đập gì đâu nha cả nhà. Lực Tàng vẫn đang bình tĩnh lắm, đang an toàn lắm. Thì dự kiến là ngày mai ngày mốt là Lực Tàng sẽ vào Nam. Lực Tàng sẽ đi vào Nam. Đó, thì để tiếp tục cái chương trình cập nhật thông tin cho mọi người ở trong Nam. Còn hiện tại bây giờ thì ngoài Bắc là đã xong công việc. Dạ. Đây, cho Ngan ăn à. Ừ, dạ. Dạ thì cũng ra đây cũng cả tuần rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở cái thôn quê thì vậy thôi mọi người. Nó rất là đơn giản, yên bình lắm. Về đây anh em bà con tiếp đón Lực Tàng rất là ok. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay Lực Tàng buồn, cho nên Lực Tàng cũng không nói được hơn cái gì cả. Thì cũng rất mong tất cả mọi người là xem clip thì cũng cứ ủng hộ Lực Tàng nha. Cứ nhấn like, ấn vào nút đăng ký thì sẽ có những cái tin tức mới mà Lực Tàng cập nhật được cho mọi người. Nếu như mà tin vui là Lực Tàng báo luôn. Tin vui là Lực Tàng đang rất là chờ đợi là sẽ xử lý cái chuyện đó, kết quả cuối cùng nha mọi người. Còn cái tin mà buồn thì Lực Tàng không muốn cập nhật, nhưng mà ngày hôm nay lên thì mặt của Lực Tàng bây giờ là như thế là đưa đám rồi mọi người. Buồn. Thì chắc hẳn là những người làm bên YouTube thì sẽ biết thôi. Còn cô dì chú bác ở trong kênh đang theo dõi thì chắc khả năng là cũng không biết được rằng là nó hạn chế kiếm tiền hay là như thế nào thì chắc không biết. Thì thôi, thì Lực Tàng cũng mong tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ. Và cái clip ngày hôm nay thì Lực Tàng cũng làm ngắn đến đây. Chưa có tin tức mới, nếu có tin tức mới thì Lực Tàng sẽ cập nhật để gửi tới tất cả mọi người trong những cái bản tin tiếp theo nha. Rồi, Lực Tàng cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin chào, hẹn gặp lại.